chào tất cả các khán giả đến với buổi thảo luận chủ nhật của tuần này. Thì trong buổi thảo luận chủ nhật của tuần này thì với chủ đề là có câu mài sắt, có ngày sẽ lên kim, thì chúng ta sẽ có hai vị khách mời ngày hôm nay. Và con xin mời bác sĩ Hồ giới thiệu bản thân ạ. Cảm ơn Thi, cảm ơn Eric cũng như là cảm ơn Oanh. Hôm nay có cho cô cơ hội để lên nói chuyện với là bạn bè cũng như là khán thính giả của đài Không Nói Không Biết. Và theo cái chủ đề là không nói cái gì nhỉ, có câu mài sắt, có ngày nên kim, thì là cô tự giới thiệu cô là bác sĩ nhi khoa, nhưng mà có cái public health degree, thành cô trong vòng 20 năm qua cô làm về vấn đề an sinh xã hội nhiều hơn, social services. More often advocate. Cô là hồi xưa trước, bây giờ thì cô fully retired, cô đã về hưu rồi, cách đây 3 năm mà cô làm trong một cơ quan international, là về y tế cho sắc dân người Á Châu. Sau đó thì cô làm CEO, President CEO của một hội khác, là cô gom hết tất cả các bác sĩ Á Châu thành một khối để tranh đấu quyền lợi cho bệnh nhân của người của cộng đồng Á Châu trước cũng như cộng đồng chung. Thành ra là có thể nói là cả xuống cho suốt quá trình là việc của cô là cô tranh đấu cho quyền lợi của người Á Châu về mặt y tế cũng như về mặt sức khỏe. Dạ, con cảm ơn là lời giới thiệu rất là đầy đủ của bác sĩ Hồ. Thì hôm nay lần đầu tiên là Thi dẫn chương trình của cái thảo luận chủ nhật tuần này, cho nên nó là hơi bị khớp một chút, là Thi quên giới thiệu bản thân của mình. Thì là Thi cũng hiện là kiểu như là làm dạ trẻ, con cũng làm trong y tế. Thưa bác sĩ, thì con là medical interpreter, phiên dịch viên y tế. Thì con khi mà con nghe bác sĩ chia sẻ về cái bio của mình đó, thì con rất là cảm kích những cái gì mà bác sĩ đã giúp contribute cho cộng đồng. Và tiếp theo thì Ti xin mời anh Eric Nguyễn giới thiệu đôi lời bản thân về mình. Thank you for having me. So I am working currently for the Greater Twin Cities United Way. We are a nonprofit and I'm a fundraiser there. I also have a master's in policy and an undergraduate degree in nonprofit management. I've worked with a lot of community groups in the past that are focused on Southeast Asian Americans, and I'm excited to be talking about this today. Rồi, cảm ơn anh Eric nha. Thì trong cái buổi thảo luận tuần này á, thì chúng ta sẽ tiếp nối cái cuộc thảo luận tuần trước và nói về kết nối cộng đồng Black History Month. Thì trong cái cuộc thảo luận tuần trước á, thì có nhắc tới một cái cụm từ khá là quen thuộc, nên có gọi là thiểu số gương mẫu. Thì khá là nhiều người không có hiểu là thiểu số gương mẫu là gì á. Thì đó là lý do là mình có cuộc thảo luận tuần này để nói thêm về cái thiểu số gương mẫu, để cho mọi người hiểu thêm, cũng như là kiểu như là cái sự ảnh hưởng của cái danh từ thiểu số gương mẫu đến cộng đồng người Việt như thế nào. Thì trong cái cuộc thảo luận đầu tiên thì chúng ta sẽ bàn về cái danh từ thiểu số gương mẫu này trước nha. Thì theo bác sĩ Hồ với anh Eric đi, thì thiểu số gương mẫu có nghĩa là gì? Eric có muốn nói trước không, hay là để tôi nói chút xíu trước? Anh Eric nói trước đi. So to define the model minority myth, I would say that it is a social issue that Asian Americans often face, about how we are put on a pedestal compared to other minorities, saying that we are more successful than other minorities. And it has like origins from just decades ago, but it's been like a persistent narrative
for Asian Americans that we excel in all things academic, science, math, etc., at better rates than other ethnic groups. Thì anh Eric không có nói được tiếng Việt cho nên nó là Ti sẽ dịch một số ý chính của những gì anh Eric đã nói. Theo anh Eric nghĩ là thiểu số gương mẫu là một cái cụm từ hoặc là danh từ dùng để chỉ là người châu Á, người châu Á gốc Mỹ. Nói chung là vậy, thì nói chung cái từ này dùng để đem cái người châu Á cái địa vị hơn hẳn những cái người sắc tộc da màu khác. Về đố trong cái những cái từ trong cái danh từ thiểu số gương mẫu khi mà họ sử dụng á, thì họ có những cái stereotype như là người châu Á học giỏi nè hoặc là người châu Á siêng năng hơn nè, đại loại như vậy. Thì cái từ thiểu số gương mẫu model minority nó được dùng để trong cái mục đích là như vậy. Thì cái cụm từ này với cái định nghĩa của anh Eric đã nói ra thì nó rất là kiểu như là khá là nhiều người trong cộng đồng châu Á nói chung cũng như là cộng đồng người Việt nói riêng thì họ rất là tự hào nha, rất là tự hào về cái danh từ thiểu số gương mẫu, vì họ lúc nào cũng kiểu như là cảm thấy tự hào là mình kiểu như là việc rất là siêng năng hơn hẳn những người khác. Thì trong cái những cái tự hào đó thì cũng không tránh khỏi những cái tiêu cực mà từ cái danh từ thiểu số gương mẫu, cái chữ gương mẫu đó mà đưa ra. Thì cái điều đầu tiên, điều tiếp theo mà tôi muốn thảo luận ở đây là những cái như là điều tiêu cực gì đến từ cái hảo danh thiểu số gương mẫu này. Thì cái này thì tôi sẽ mời bác sĩ Hồ để nói thêm về cái cảm ơn Ti. Thì có thể nói đó là trong suốt quá trình làm việc của cô trong vòng 20 năm vừa qua đó, thì cô chú trọng rất nhiều về cộng đồng châu Á, như là Ti giới thiệu châu Á là Á Châu, gốc người Mỹ gốc châu Á là Asian Americans, yeah. Thì và đó nhất là trong công việc của cô trong vòng quá trình 20 năm nay là để theo người Mỹ, theo cái danh từ Mỹ đó là we dispel the minority model minority myth, tức là mình dispel, tức là mình phá, mình làm cho người ta hiểu, cho hiểu thật đúng là mình bỏ cái chữ đó đi. Cái lý do tại sao là tại vì để trước khi mình đi vào vấn đề đó, mình phải biết đó là cái cộng đồng mà châu Á hay là Á Châu, người Việt, người người Á Châu, người người Mỹ gốc Á Châu đó, là mình không phải là một khối một mình như là African American, you know, mình là gần như là 80, 50, 60 cái nước khác nhau mà ở cái xứ Mỹ, thứ nhất. Cái thứ hai đó là nhiều cái đợt mà người châu Á tới nước Mỹ từ hồi xưa với là người tàu Trung Quốc, xong rồi đó là người Nhật, xong từ nhất là recently vừa đây đó thì là năm cái wave of 1970 đó là người Korean và người tàu, sau đó đó thì năm 80 là người Việt Nam mình as refugee from the Southeast Asian refugees. Và từ đó đó là người tàu immigrants sau khi mà là tàu nó bắt đầu Trung Quốc nó mở thành ra những cái wave và những cái đợt người họ tới như vậy đó là nó rất là phức tạp về vấn đề là culture, văn hóa, về vấn đề đó là cái background, political background của từng nước một. Thành ra là từ đó đó thì là phải công nhận là người châu Á tới đó thì một số là họ rất là giỏi, tại vì họ có tiền, họ vào, họ đi vào immigrants as immigrants. Một số đấy cũng như là hồi năm 1980 là cộng đồng mà là refugee, thì đó là mình có một cái disparities, tức là một số rất là người nào cũng nghèo hết là refugee, là rồi đó là từ đó là chẳng hạn như người South Asian là người Ấn Độ thì họ cũng được coi là họ là người Á Châu,
Nhưng mà thật tình đó, họ sang đây đó là họ sang the immigrants. Thành ra đó là họ, in terms of education, về vấn đề học thức đó, thì họ rất là highly educated. Thành ra đó là cái chữ model minority thật tình là was used purposely, tức là intentionally, bởi cái media in the 1980s, khoảng vào 1980, để làm gì? Để cái mục đích đó là divide to conquer. À, tại vì đó để mà mấy cái nhóm minorities với nhau đó, thì đó là mình phải biết đó, as an Asian group, Asian American group, mình chỉ là 4-5% của cái population. African American, they are about 25%, 25%. Thành ra đó là cái dùng cái chữ từ đó, đó, in some ways it is true and it is false. Tại vì đó đúng là một số người họ tới thì họ có một cái level education về vấn đề học thức rất cao, về vấn đề tiền nong họ cũng có, và đó một số thì họ rất thấp, tức là rất bị yếu kém. Nhưng mà khi mà cái model minority myth đó, là cái gọi là thiểu số mà là gì đó, thì đó là để mà là cái nhóm African American, cái nhóm mà là họ bảo chứ các mấy người này đâu có cần đâu, chính phủ đâu cần phải giúp vút đâu, tại vì là họ giàu quá rồi, họ giỏi rồi, rồi là họ cạnh tranh với mình, thành ra là đưa ra cái stereotyping và đưa ra cái racism và đưa ra cái confrontation among groups. Dạ, con cảm ơn bác sĩ Hồ đã có một cái sự chia sẻ rất là sâu sắc về những kiến thức, như là con cũng rất là học nhiều về ngày hôm nay khi mình nói chuyện với bác sĩ Hồ. Thì đúng là cái danh từ hảo danh thiểu số gương mẫu được dùng để khi mà nói về người châu Á nói chung, chỉ để lên cái bàn đạp, để mà một cái hảo danh để mà hạ những cái người sắc tộc khác xuống, da màu khác xuống, hai là để đem những cái stereotype nói về những người châu Á chỉ để mà chỉ để mà kiểu là một cái hảo danh thôi, kiểu như là họ nghĩ là ok, những người này không cần giúp đỡ hay là không là giỏi, đủ giỏi rồi. Và vấn đề ở đây á là những cái người mà refugees, những cái người mà tị nạn á, họ tị nạn theo những cái lý do khác nhau, và cái mức sống với lại những cái điều kiện không có ai mà có đủ bằng nhau hết, thì cái hảo danh đó nó thật sự gây hại cho cộng đồng người châu Á chung hơn là giúp đỡ người châu Á. Thì đối với con, và con nghĩ là cũng như quý khán giả khi mà xem và hiểu cái cụm từ, cái danh hảo danh này á, thì họ sẽ bớt suy nghĩ rằng cái này là nó không có phải là để mà nâng mình lên, mà là nó thật sự thì trong cái câu hỏi tiếp theo mà Thi muốn thảo luận về mà thiểu số gương mẫu, thì khi mà mình đã nhắc về cái điều tiêu cực mà điều có hại từ cái hảo danh thiểu số gương mẫu rồi, thì những cái hại sâu sắc cho cái cộng đồng người châu Á nói chung cũng như người Việt nói riêng của mình á, là có hại ra như thế nào? Ví dụ như là tại sao nhiều người vẫn tin là thiểu số gương mẫu là để ca ngợi mình, và họ nghĩ tại sao họ lại có cái lợi ích từ cái hảo danh đó, thì bao nhiêu người kiểu tin rằng cái hảo danh gương mẫu đó thật sự là bé này, thì theo anh Eric thì anh Eric nghĩ như thế nào? So I think on a micro scale, how the model minority myth is really harmful is it creates expectations of ourselves, not only from like external factors like our coworkers, our classmates, etc., but also if we buy into it
and we believe it ourselves, it sets those type of expectations like in our own minds as well. And if you are trying to live up to a something that you're not, it can affect your mental health on a macro level. So like on a societal factor, it leads us to believe, it leads society to believe that we do not face major social issues, that we are very well off, and that we don't need any like assistance. Just like Dr. Ho was saying, we all Asian Americans is so are so different. There's so many different groups here from the continent of Asia, and we all have different stories. Vietnamese Americans, most of us came here as refugees. Chinese Americans, they came over in the 1800s as laborers. And the thing is, they've been in the country for almost 200 years now, and they've been able to establish their communities while refugee communities are still growing, are in transition. And so the model minority myth on a macro level can affect how policies are written or how policy impacts Vietnamese Americans or newer Americans in a negative way, because it feeds into a narrative that we don't need help because we're doing well off, and that can make us more invisible to our policymakers. Cô có thể là cô nói tiếp theo anh Eric nói đó là cô đi trên hai cái phương diện ha, two perspective. Một cái phương diện nhỏ, chẳng hạn như lấy cái cộng đồng Việt Nam của mình không thôi, sau nữa mình project được cái cộng đồng to hơn chung. Cái perspective nhỏ đó là cái danh từ thiểu số mà là người mẫu mẫu gì đó, model minority myth đó, là nó rất là hại cho cộng đồng Việt Nam mình. Tại vì là sao? Tại vì chẳng hạn như là mình thấy, mình tưởng là cái cộng đồng mình á giỏi lắm, người Việt Nam mình giỏi lắm, con tôi nó đi học bác sĩ thế nọ thế kia, thế nọ thế kia, rồi đó là con tôi làm kỹ sư, con tôi này. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình nhìn ở trên con số, tại vì không có cái gì bằng một cái con số, cái data, cái census nó cho mình thấy đó là người Việt Nam mình đó là 70% là foreign born, tức là từ là không phải sinh ở đây. Và đó là cái lower level of education, tức là không có được, tức là chưa tới reach out cái high school đó, cái hết nó rất là cao. Và đó là lên tới cái bachelor degree đó là cái rate của người Việt Nam mình á thấp hơn trong tất cả cái nhóm Á Châu. Thành nghĩa là mình chỉ nhìn nó một chút trước mắt mình, ô bạn tôi á người nào bác sĩ hết, nhưng mà as a whole population người Việt Nam mình á fare much less. Đó. Nếu mà mình không có thấy được cái vấn đề đó mà mình không tranh đấu, là tại sao con mình á tới trường nó không có học được, cái lý do tại vì nó không, nó nói anh văn giỏi đúng không, tại sao con mình á nó không có lên được làm bác sĩ, hoặc là nó không học được tại vì SAT của nó không có cao. Anh cái lý do tại sao những cái đó là tại vì cái resources, cái tiền mà của chính phủ đưa xuống từ 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 trên cho trường á, nó không có đưa vào để nó mướn những cái người thầy mà bilingual giúp con em mình là succeed in 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 school. Đấy là cô chỉ lấy có một cái example nhỏ là từ trường học. Thành ra người Việt Nam mình cứ tự hào chúng tôi giỏi lắm, nhưng mà thật tình á là cái level of higher education, is a less among all Asian group. Thứ nhất. Bây giờ để đi cái macro, macro đó thì tại vì mình cứ tự hào như vậy, thành ra là cái population của African American nó thấy, chẳng hạn cô lấy một cái thí dụ rõ rệt, cô đi họp với American Medical Association. It means that đó là một cái hội toàn quốc của tất cả những bác sĩ chung với nhau. Mà họ họp với nhau để làm gì? Để họ tranh đấu quyền lợi cho từng nhóm của họ. Họ tranh đấu cho người Mỹ đen, cho người Hispanic, cho người Châu. Đến khi cô ngồi trong họp trong đó đó, thì họ nói
Bây giờ mình cần tiền chính phủ để đem về cho cộng đồng chúng tôi, để chúng tôi promote, chúng tôi advocate là người sinh viên Mỹ đen và học nhiều hơn về vấn đề là trở thành bác sĩ. Thì cô nói, how about our population? We need the resource as well. Họ chỉ vào mặt cô nói chứ, you don't need that. You Asian, you have so many doctors, you don't need the help. Và như vậy đó, tiền nó không về với cộng đồng mình nữa. Thành ra những cái đó là mình phải hiểu. Mình phải hiểu là cái model minority myth là intentionally it is there to stay and we need to fight against it. We need to dispel it. How? That is the question I'm asking you guys who are the younger generation. How to dispel it and how to make it, because it is true and false. Đó thật là đúng, nhưng nó thật là sai. Và cái sai đó thì nó ảnh hưởng rất là lợi là hại cho những người mà là underserved của cộng đồng Á Châu này, kể cả người Việt Nam. Dạ, con cảm ơn những cái thông tin và lời chia sẻ của bác sĩ Hồ. Thì nói chung là ở cái cộng đồng, trong cộng đồng người châu Á của mình nói chung thì khá là nhiều. Một cái mà con muốn nhấn mạnh ở đây, và sau khi mà con nghe lời chia sẻ của anh Eric và bác sĩ Hồ, thì cái cộng đồng Á Châu nó không phải là một đồng khối, nghĩa là không có ai mà có đủ điều kiện tài chính với lại cái sự xuất phát giống nhau hết. Thì bác sĩ Hồ cũng có nói là 70% người Việt ở bên Mỹ đa phần là người Việt từ Việt Nam qua, và rất là khó để cho những người mà định kiểu như là những người mà di dân qua đây và bắt đầu lại từ đầu thì rất là khó. Đó là lý do mà khi mà đem cái sự hão huyền của cái tên thiểu số gương mẫu, cái chữ gương mẫu nó ra để mà nói nhắm tới người châu Á, tại khi mà họ thấy mình châu Á thì họ nói ô mày giỏi quá hoặc là mày giàu quá rồi lại như vậy, thì họ sẽ rất là bất lợi cho cộng đồng của mình khi mà họ nghĩ là mình giỏi và mình đủ đầy điều kiện để mà học tập và làm việc rồi. Và cũng có một cái phần nhỏ con muốn nhắc ở đây là khi mà tập lần trước ở Black History Month, khi mà tụi con nói về cái model minority á, thì cái phần này bác sĩ cũng có nhắc một chút là nó chia rẽ cộng đồng. Nó chia rẽ cộng đồng người da màu tất cả luôn, là họ kiểu như là cộng đồng người da màu thì họ nói là những cộng đồng da màu khác nói là mày giỏi quá, mày không cần giúp đỡ. Rồi khi đó mình lại nói không, tao vẫn cần giúp đỡ. Thì trong khi đó tự nhiên hai cộng đồng lại cãi qua cãi lại, trong khi đó không ai được lợi gì hết, tại vì chỉ vì cái social media họ nhắm với người châu Á nó mày giỏi rồi, mày không cần gì hết. Và có một cái điểm của anh Eric khi mà anh chia sẻ là họ rất là ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý, tại vì á cái kỳ vọng của người châu Á trong cái sự gương mẫu nó quá cao, nó rất là cao. Và con cũng không, rất may là ba mẹ con không có ép buộc con trong cái chuyện học vấn này nọ, nhưng mà con đã có thấy rất rất là nhiều ba mẹ người Việt thôi, mình nói chung cộng đồng người Việt của mình thôi, chứ châu Á thì nó rất là nhiều, thì họ ép buộc con của họ phải học theo ngành bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ, những cái nghề gì mà nói chung là kiếm tiền rất là nhiều. Và gần đây á, con có coi trên mạng xã hội, thì mới hôm qua thôi con thấy một cái đoạn clip rất là nhỏ trên TikTok của bé người Việt này tranh luận với lại ba mẹ. Thì ba mẹ bé này thì khi học đại học thì bé chọn ngành ngành vẽ, gọi là art. Thì ba mẹ lại áp lực bé, nói là tại sao con chọn ngành này, tại vì cái ngành này nó không có giúp cho con sau này, nó sẽ không giúp con kiếm nhiều tiền, con sẽ rất là nghèo. Thì cái tư tưởng đó nó không quá xa lạ với những ba mẹ người Việt khác. Thì khi mà khán giả khi xem cái này ít nhiều gì cũng sẽ hình dung ra được cái tình huống đó. Và gần đây nhất thì có một chuyện rất là đau lòng xảy ra ở Việt Nam luôn, ngay cả ở Việt Nam, quê hương của con của mình, là có một em học mới học lớp 10 thôi,
nhảy xuống lầu tự tử trước mặt ba của mình. Con không biết là bác sĩ Hồ và anh Eric có biết cái tin này không, nhưng mà nó rất là chấn động cả một cái cộng đồng xã hội ở Việt Nam nói riêng. Cái clip đó được quay lúc 3 giờ sáng, thì cái chuyện là như vậy. Để ti tóm tắt lại để cho bác sĩ Hồ, anh Eric cũng như các khán giả biết là lúc đó tầm 3 giờ sáng, ba của học bạn học sinh đó vẫn canh bạn học sinh đi học, vẫn canh, kiểu như là canh cái giờ học á, canh bắt học rất là khuya, thì 3 giờ sáng rất là khuya rồi mới học. Thì hôm đó thì học và nhà ở trong một cái chung cư. Thì em đó ghi cái lời gọi là giống là lời nhắn gửi, lời lời cuối cùng trước khi em tự tử trong một cái cuốn vở của mình. Thì em đã ra ngoài ban lan can để mà hóng gió và nói là ba đọc cái lá thư tuyệt mệnh của mình đi. Nhưng mà lúc đó ba của bạn học sinh thì không biết là cái gì hết, cho nên là cứ đọc. Thì khi mà ông vừa đọc xong cái lá thư đó, quay sang qua thì bạn đã nhảy và chết ngay tại chỗ, không thể cứu được. Thì cái đó rất là chấn động cộng đồng Việt Nam. Và ở Việt Nam chia ra hai luồng, một luồng về ba mẹ, một luồng về em. Nói chung là người đã mất rồi thì mình cũng không nói thêm gì nhiều, nhưng mà ở đây cái sức ảnh hưởng, cái sự áp lực, cái sự kỳ vọng của ba mẹ, nói chung ở người Việt với con cái của mình, nó đã có từ rất lâu chỉ để có cái hảo danh là gương mẫu để cho cái xã hội biết là mình giỏi. Thì cái ảnh hưởng của cái danh thiểu số gương mẫu nó rất là tiêu cực đến với cái sức khỏe tâm lý. Thì để chuyển hướng sang sức khỏe tâm lý trong chủ đề lần này, thì tôi muốn hỏi anh Eric, nếu như anh Eric có những lời nào để chia sẻ thêm về về cái sự ảnh hưởng của sức khỏe tâm lý trong cái vấn đề của ngày hôm nay. So I think that I briefly mentioned this before, the expectations that get put on you from your colleagues, but also the expectations that you put on yourself when you try to play into the model minority myth can have negative effects on your mental health. I think that this is something that hasn't been studied enough because it's kind of a vicious cycle. Just like Dr. Ho had just said, the money isn't being given to our communities to research these things because people believe that we are the perfect minority group. But there isn't enough research on like how this is impacting our children's mental health, our community's mental health. But we do know that like Asian Americans are suffering at one of the highest like suicide rates. We know that we are, I believe I saw a statistic that suicide is one of the leading causes of death in Asian Americans, and not being able to talk about it in our communities, I think is really impacting us. There's definitely a shame aspect in the Vietnamese community when it comes to talking about mental health, and I think this is actually a perfect example. My inability to speak Vietnamese at an academic level, my parents are in the almost 70. They barely speak any English, and so we're never able to fully communicate on the same level as if we were both fluent in the same language. And I think that's something that a lot of Vietnamese Americans face. And so not being able to fully express ourselves and understand certain expectations, especially when it comes to the model minority myth, or like doing well in school,
I think can have a major negative effect. Dạ, cảm ơn là chia sẻ con Eric. Thì để tóm gọn những ý chính mà anh Eric vừa chia sẻ, thì anh Eric có chia sẻ về bản thân của mình, là experience của bản thân mình. Thì anh Eric nói là rất là khó để mà tâm sự với bố mẹ về sức khỏe tâm lý, hoặc là chia sẻ những cái gì mà mình trải qua, những cảm xúc của mình. Tại vì anh Eric không có nói rành tiếng Việt Nam, và ba mẹ anh Eric cũng không rành tiếng Mỹ. Thì cái đó là cái rào cản khá là lớn để cho những người trẻ ở thế hệ sau này ở Mỹ để mà trò chuyện với ba mẹ, để ba mẹ hiểu mình hơn. Và đó là lý do mà cái phần trăm những người tự tử là người châu Á ở Mỹ đã tăng lên rất là cao, vì họ không thể, ngoài gia đình ra thì họ không có những cái support khác, và gia đình không hiểu họ, và không mỗi một bạn Eric đâu, tôi nghĩ là rất là nhiều bạn người châu Á, nói chung là người Việt nói riêng, cũng rất là đồng cảm với tình huống mà anh Eric đã chia sẻ. Thì vấn đề ở đây sức khỏe tâm lý nó ở Mỹ luôn, không Việt Nam, nó khá là nhạy cảm. Rất là nhạy cảm nha. Kiểu như là ở Mỹ bây giờ, mặc dù rất là nhiều nhóm và bạn trẻ đã lên tiếng và vận động cũng như là chia sẻ về cái sức khỏe tâm lý của mình, và cũng có nhiều resource hơn, giống như là cũng có nhiều bác sĩ tâm lý hơn, thế nhưng vẫn khó để mà chia sẻ đến với cái cộng đồng thiểu số, như cô nói là cộng đồng của châu Á ở Mỹ chỉ có 5% thôi, 5-6%. Và nhất là ở Việt Nam, khi mà cụm từ sức khỏe tâm lý nó khá là nhạy cảm, tại vì không có ai nghĩ là, hoặc là không ai muốn nghĩ là mình có một cái vấn đề tâm lý của mình, họ là mình bình thường. Thì để mà chấm dứt hoặc là tốt giúp đỡ cái impact này trong cái sức khỏe tâm lý á, thì chúng ta nên làm gì nhỉ? Kiểu như là chúng ta nên làm gì để giúp cho sức khỏe tâm lý của cộng đồng người Việt nói riêng và cộng đồng người châu Á nói chung, để mà xóa bỏ cái sự tiêu cực cũng như những cái hão huyền hoặc là cái kỳ vọng rất là cao cho đến người châu Á của mình. Thì trong cái câu hỏi này thì con xin mời bác sĩ Hồ, vì bác sĩ có làm trong ngành y, thì con nghĩ là cái perspective của bác sĩ sẽ rất là giúp ích cho cộng đồng của mình. Cái câu hỏi tương đối hơi khó, tại vì đó tôi hỏi đó, bây giờ mình phải làm gì, thì cái câu hỏi này đó là cái câu hỏi đã được đặt lâu rồi, we are still finding the solution for that. Yeah, anyway, Eric nói rất đúng là cái sức khỏe tâm lý, thứ nhất là tại vì mình start với là Kimono Minority Myth, thành ra là đó là một phần của cái issue chung, của cái vấn đề chung về sức khỏe tâm lý của cộng đồng. Và cái stigma đó, là Eric nói rất đúng là cái stigma, thì mình phải phân tích nhiều, tức là mình break that into a small parts để mình understand, để mình hiểu là những cái gì mình có thể fix được, cái gì có thể là mình look at that. Thứ nhất là cái culture, thứ nhất cái văn hóa của người Á Châu, mà nhất là ở trong đó thì có người Việt Nam mình, là tại vì cái văn hóa nó tương đối, nó không có bộc lộ cái tình cảm nhiều để có thể nó có một cái nguồn thông cảm giữa cha mẹ, thứ nhất. Cái thứ hai đó, tại sao mà bố mẹ người Á Châu in general, là tôi nói chung cũng như là người Việt Nam mình, là đẩy con mình vào những cái ngành mà họ nghĩ là sẽ đưa lại
tốt, tương lai tốt đẹp cho họ, là chẳng hạn những ngành bác sĩ, những kỹ sư nào thế kia, là tại vì đó là họ vì tình thương, vì họ thương con và đó, họ muốn một cái stability for their kids in the future. Nếu mà họ không có được bây giờ cho cái đời của họ thì họ muốn đẩy như vậy. Nhưng mà kẹt cái gì mình làm quá lố đó, cũng đi tới một cái đó là mình quên mất là mình đẩy con mình đi tới cái ngõ cụt. Đó. Thành cô chỉ có kể một cái câu chuyện nhỏ thôi, là ở nước Mỹ là nó có cái trường hợp mà bố mẹ bác sĩ đẩy con mình phải học bác sĩ, thì con đã nói rõ ràng và chứ là con xong cái bằng bác sĩ này, cái bằng này đó là của bố của mẹ. Nó nói xong rồi nó nhảy lầu nó tự tử. Đó. Có đứa khác đó mà đó là cái chuyện is a true story. Có nhiều người khác đó là nó lấy cái bằng bác sĩ xong rồi và cái bằng này con đưa cho bố mẹ, xong rồi nó đi làm một cái nghề khác. Yeah. So that is what, nhưng mà mình bottom line đó là tại vì cái người cha người mẹ, it is out of love for them because they care for them. Thì làm sao bây giờ mình hiểu được cái background đó, thì mình reassure the parents that they are here, that họ ở đây. Thành ra đó không có ai chết vì đói, mà cũng không có ai đó nghèo sơ nghèo xác mà phải ra ngoài đường ở. Nếu we can reassure them like that, maybe the stress will be lesser. Thứ nhất. Cái thứ hai đó, như Eric nói đó, yes, là cái percentage, cái rate của người trẻ con Á Châu đó mà tự tử rất cao, mà đó là mà nhưng mà nó không nói được với bố mẹ nó. Thứ nhất, thứ hai nữa đó là bố mẹ nó, tại vì cái language thành ra đó là nó không có một cái nguồn cả. Mà cái language là sao đâu, là tại vì like you said, the model minority myth, the information is not there to be shared, to be translated, để dịch ra, để cho nhiều cái cộng đồng khác họ có thể hiểu được. Hoặc là cái resources nó tới cái cộng đồng của mình, để họ có những người social worker như là Eric, in the same language, in the same culture, to speak to your kids. That is the reason why cái model minority myth is so là detrimental. Tại vì nó push là ô tụi mày cái nhóm mày không cần gì hết, you are so well off, thành ra là cả hai cái. So that's why the question now for you guys is that understanding the bottom line of the issue, how can you break it and go step by step to fix the problem. Dạ, con cảm ơn lời chia sẻ của bác sĩ Hồ. Xin lỗi bác sĩ, câu hỏi này rất là khó, tại vì khi mà nhắc tới sức khỏe tâm lý thì con cũng rất là động lòng một chút, kiểu như là con cảm thấy nó rất là cảm động trước những cái chuyện xảy ra khi mà bị ảnh hưởng về sức khỏe tâm lý. Tại vì con cũng có, cũng như ngành chính của con là neuroscience, sức khỏe tâm thần là ngành phụ của con, là psychology, tâm lý học. Thì khi mà nhắc đến những cái chia sẻ mà nói về kiểu như trẻ em ảnh hưởng tâm lý đến nỗi mà tự tử, con thấy rất là đau lòng. Thì để con nhắc cái câu hỏi để con làm câu hỏi dễ hơn cho bác sĩ, thì nói chung là nó rất là ảnh hưởng rất là sâu và tiêu cực, rất là tiêu cực trong cái cộng đồng châu Á của mình nói chung. Và cái khảo danh thiểu số gương mẫu đó, nó thật ra chỉ dùng để chia rẽ cái cộng đồng những cái sắc tộc, da màu nói chung mà thôi. Thì gạo gần đây, kiểu như là tầm cỡ mấy tháng trước, hoặc là năm ngoái, có nghĩa chắc năm ngoái á, thì có cái bài viết này á, con đọc thấy là hơi nó không có bình thường, là ở một cái trường khi mà họ để cái tại vì cái số dân sắc dân của người châu Á rất là thấp, thì họ có để là người châu Á và người Mỹ trắng chung với nhau. Thì một cái trường đó như là ok, like student of color, là những cái người học sinh da màu, và trong cái stat đó không có người châu Á
thì để là người châu Á chung với người Mỹ trắng thì nó rất là kỳ. Nó rất là, khi mà con đọc sơ qua cái article đó thì con nói nó không có đúng. Tại vì á họ nghĩ là ok, bây giờ châu Á bây giờ thành tựu rất là nhiều, khả năng học vấn của người châu Á cao, họ cũng khá kiếm được nhiều nhiều tiền, nhưng để mà họ xóa bỏ những cái lỗi lầm, những cái sự kỳ thị mà họ đã từng làm với người sắc dân châu Á từ trước đến giờ, thì là để mà chia sẻ thêm về cái chuyện này á, thì con nghĩ là bác sĩ Hồ có thể giúp tụi con nói thêm về cái những cái mà sự kỳ thị đối với người châu Á từ năm 1882, khi mà người Trung Quốc di dân qua Mỹ đầu tiên, cho đến bây giờ, và họ dùng cái hảo danh mà model minority để mà lấp liếm cái sự kỳ thị đó. Thì con xin mời bác sĩ Hồ chia sẻ thêm. Thì cái như là thì con nói là từ từ hồi xưa 1800 mấy đó, thì đó là cái xứ Mỹ này đó, từ xưa đến giờ nó vẫn discrimination first, right? Mình không chối bỏ được. Và đó chỉ cái có quan trọng cho cái majority, the people in power, which means that quote unquote the Caucasian, right? Thì đó là họ đã có cái Discrimination Act, là họ chỉ có cho phép thôi, allow người người Trung Quốc sang đây đó làm việc, chứ không có một cái quyền lợi gì cả, right? Thành ra đó, để trong cái quá trình mà tranh đấu cho cái social justice, tại vì Eric nghe thấy nói là you are very much into that social justice, thành ra đó, cái quá trình đó là từ nó đi từ từng step từng step. Và trước đó phải nói cho Ti với là cho Eric biết đó là even đó, là lúc mà cái Census Bureau đó là nó kiểm tra dân số đó, we don't even exist, as a number, because we are quote unquote being called the others. There's only black, white and Hispanic, right? Bây giờ đó thì đó là mới có the others became the Asian Americans, right? Và đó cũng cái quá trình tranh đấu ghê lắm. Thì lúc đó bây giờ đó thì họ mới chấp nhận là ở trong cái Asian Americans đó, là nó có very diverse group và nó có những cái language. Mà cái quan trọng in the advocacy group, in the advocacy work, cũng như mình tranh châu đấu đó, thì đó là mình phải dùng cái bộ luật. So we use the constitution and we say that this is your constitution and as một cái người mà dân của cái nước này, you cannot be discriminate anyone by the language, by the facial, by the đó. Và từ đó đó, vì cái language đó, để cô nói như vậy được là tại vì trong gần như từ lúc mà cô sang 1980 tới bây giờ thì đó là we have been fighting step by step để đó là recognize language is very important, nhất là ở trong cái ngành y khoa. Eric biết giờ chẳng hạn bây giờ you have access to the hospital, mình ngay ở trong cái nhà thương nó, nhưng mà you don't have access at all because you don't speak the language and no one speak your language even though you are American and you pay the tax, đúng không? Thành ra là mình phải tranh đấu. So bottom line đó, để cho Eric với là Thi and everyone in your group that you have to be always 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 persistent and always on guard to fight step by step. Có thể mình đi được một step mình lùi lại, nhưng mà always raise your voice. And chẳng hạn như cái subject matter mà Thi nói về cái university, you have to fight it. And how can you fight it? Search, find students from that school, talk to them, and they will fight it within in, and you give your support. So that's how we do. So you have always to be cognizant and finding the information
and then, you know, fighting from the inside, get into the government, and then, you know, from the outside, you know, get the ally. So talking about, you know, the moral minority myth, you know, you need also to spread out. It's not only the Vietnamese group. Yes, you need to educate the Vietnam, but at the same time, you need to reach out to the other group, to the other Asian group, for them to understand the message, because they have the same problem. Cái cùng một cái vấn đề, người Á, người Tàu kia, người nào họ cũng sang từ một cái nước mà họ nghèo đói, sang đây họ sướng quá rồi, họ chỉ muốn cho con họ là làm bác sĩ thôi. It's a no way to teach them. So for you, always spend your time because your heart is here, but fight for that at any moment in your life. Dạ, con cảm ơn những cái lời chia sẻ rất là sâu sắc của bác sĩ. Thì rõ ràng á, là bác sĩ đã sống ở Mỹ từ 1980, thì bác sĩ đã thấy rất là nhiều những cái cuộc tranh đấu ở Mỹ nói chung của người châu Á. Tại vì vấn đề mà người châu Á bị kỳ thị nó không có phải là chuyện của 100 năm trước. Cái chuyện này nó chỉ mới vừa năm ngoái thôi. Ở năm ngoái mới có mới có Stop Asian Hate, phong trào Stop Asian Hate. Thì Ti cũng như anh Eric, cũng các bạn trẻ khác và bác sĩ Hồ cũng biết và thấy rồi. Thì cái vấn đề ở đây là khi cộng đồng người Việt á, khi mà họ bị hão huyền bởi những cái từ gương mẫu á, hoặc là họ nghe theo cái narrative mà để cố tình nói về họ, thì họ bị phân ly. Ví dụ như là cái vấn đề mà dịch COVID. Thì dịch COVID đó là khi mà dịch COVID bắt đầu từ đầu năm 2020, thì tất cả những người ở Mỹ đa phần họ cũng là sợ. Và đúng là dịch bắt đầu từ Vũ Hán bên Trung Quốc. Và cái vấn đề ở đây là khi mà người... À đúng rồi, phải nhắc tới backstory trước, tại vì nhiều người có thể sẽ không biết là rất là nhiều người Việt Nam rất là không thích nước Trung Quốc chỉ vì cái chính quyền của họ. Và khi mà họ nghe theo cái narrative là ok, cái dịch này dịch của Trung Quốc, thì khi đó cái sự mà kỳ thị chủng tộc nó đã nổi dậy rất là nhiều. Và họ kỳ thị những người châu Á ra mặt. Và cái vấn đề ở đây là khi mà họ thấy mình là châu Á thì họ cứ nghĩ mình là Trung Quốc thôi. Đó là cái chuyện rất là đổi bình thường. Khi mà họ nhìn thấy mình là người châu Á, họ không quan tâm. Họ nói ok, mày là Trung Quốc, mày đem dịch bệnh cho tao. Và cái narrative đó nó đã khiến nó, đó như là một cái giọt nước tràn ly dẫn đến cái Asian hate. Và khi năm 2021 thì mới bắt đầu chúng ta kiểu như là khi mà dịch đã giảm bớt rồi thì cũng phải ra mà để đấu tranh. Nghĩa là từ 1800 tới tận bây giờ, cái sự kỳ thị chủng tộc đối với người châu Á ở Mỹ vẫn còn tồn tại. Không những chỉ tồn tại mà nó đã được phát triển sang dạng khác. Thì để mà chia sẻ thêm về cái sự ảnh hưởng tiêu cực của cái danh từ thiểu số gương mẫu đó, nó rất là nhiều và nó có rất nhiều khía cạnh khác nhau, từ sức khỏe tâm lý nè, từ sự kỳ thị nè, rồi từ cái áp lực trong cuộc sống. Violence too. Dạ, cái gì ạ? Violence, tức là... Dạ, đúng rồi. Thì cái sự kỳ thị nó cũng dẫn đến violence, và chúng ta sẽ không bao giờ, không nên, và cũng không nên quên được những cái sự kỳ thị đó. Nó nằm ngay trước mắt của mình. Và trong thế kỷ 21 thì để mà nhấn mạnh thêm cái ý chính của bác sĩ nói về những cái
discrimination, như sự kỳ thị của những người khác cho đến cộng đồng châu Á của mình á, thì tôi cũng có nhắc sơ qua là vào năm 1882, 1882 thì có Chinese Exclusion Act để mà hạn chế người Trung Quốc di dân, tại vì họ nói là người Trung Quốc qua đây lấy job của họ, trong khi họ không có điều là khi mà họ dùng những cái người di dân Việt, họ đã cố tình take advantage, lợi dụng cái sự hard working, sự chăm chỉ siêng năng, và lợi dụng cái sự mà rào cản trong ngôn ngữ để mà trục lợi. Ví dụ như là họ thuê hai người châu Á chỉ bằng thuê một người Mỹ trắng thôi. Và cái thứ hai tôi muốn nói đến là cái Japanese internment vào năm 1940, về những rất là nhiều người châu Á đã vào thế kỷ 19 đã bị giết vì một cái nhóm gọi là cuồng. Họ rất là ghét người châu Á vào thời điểm đó, khi mà người châu Á bắt đầu di dân vào Mỹ. Thì dạo gần đây, không rất là gần đây, chỉ vài tháng trước thôi, ở Chicago, New York, cứ lâu lâu lại nổi lên là một người châu Á bị xô chết, bị đâm chết. Và chúng ta sẽ không quên được cái sự ám sát của Vincent Chin vào năm 1982, và cảnh sát, pháp luật họ không làm gì cho cái chuyện đó hết. Thì nó rất là đau lòng khi mà cũng rất là đau lòng khi mà nhắc đến những cái chuyện kỳ thị không hay. Kỳ thị ở đây không có những chỉ là kỳ thị nói là ok mày, tao không thích mày, không. Chuyện kỳ thị ở đây nó dẫn đến giết người và dẫn đến ảnh hưởng cho tất cả một cộng đồng. Thì rất là chủ đề này khiến khiến chị cảm thấy khá là xúc động quá. Thì bác sĩ Hồ đã chia sẻ nhiều rồi, thì tôi muốn hỏi anh Eric là thế vậy á, với tư cách là một người trẻ trong cộng đồng người Việt và một cái người cũng rất là hăng hái đấu tranh cho social justice, thì anh Eric nghĩ là với mình nên bắt đầu từ đâu để mà hạn chế những cái tiêu cực, và để cũng như xóa bỏ cái hảo danh thiểu số gương mẫu này? So I think one of the most important things that we can do right now is push for data disaggregation. Just like Dr. Ho had said before, we were just other. And then decades later, we became Asian Americans. But the idea of data disaggregation is to divide up the census numbers for Asian Americans. So like in, for example, when I went to college in Madison, Wisconsin, there was a small Vietnamese community there, but people didn't know they existed because they were just lumped into Asian American, and they had different needs than the Chinese American groups there or the Hmong American groups. Perfect example was I had received an email as the president of my Vietnamese Student Association from a rehab or a physical therapy clinic. I had no idea what they were asking, but they asked if they could meet and do some interpretation. I was very confused, but when I showed up there was a elder Vietnamese woman there, and she looked at me and she was a little worried. But then I said, chào chào ba ba quẹo, and her face lit up, and I did interpretation for her, and we filled out some forms, her insurance forms, etc. And then for the next 20 minutes, all she did was just talk to me. And I realized that I was the first person that she had talked to in 2 weeks.
her son, they moved her. She had fallen, broken her knee. They moved her from the hospital to the physical therapy, and they didn't tell the son. The son had just come over from Vietnam 6 months earlier, so he had no Vietnamese. They didn't have a translation or interpreter services in Madison for her. And so she had just been in this new clinic, this new physical therapy home for 2 weeks, and nobody could, nobody could speak to her. And so if we had data disaggregation to show that there is a Vietnamese population there in Madison, or there's a small pockets of Vietnamese people, like a lot of people don't know that there's a huge Vietnamese community in Iowa. There's a huge Vietnamese community in like Wisconsin, and like getting data disaggregation, so like in the census, so that the state, the federal government know where these pockets of Vietnamese Americans are, is really important. I know that some states do that, but it's not it's not everywhere. So I think that's one of the most important things that we could do. Dạ, tôi cảm ơn lời chia sẻ của anh Eric thì là cũng rất là đúng chủ đề, tại vì tôi cũng là medical interpreter trong bệnh viện và cũng như pharmacy, thì tôi cũng chia sẻ đầu clip là đầu chủ đề như vậy. Thì tôi rất là thích khi mà giúp cộng đồng, và mỗi mỗi một bệnh nhân mẹ tôi giúp đó, là họ rất là cảm kích rất là nhiều luôn, tại vì họ nói ờ con cảm ơn cô chú, cảm ơn con nha, gì cảm ơn con, gì cô chú mới qua đây được mấy năm không biết tiếng Anh, không biết like để mà nói chuyện như thế nào. Và khi mà ví dụ như là họ bị gửi cái bill tiền viện phí khá là nhiều và họ cũng không biết nói chuyện làm sao để mà xin hỗ trợ, và cũng như là nói chuyện với bảo hiểm như thế nào, thì cái solution mà một trong những solution mà anh Eric đề ra thì đúng là như vậy. Chúng ta nước Mỹ trong cái census đó, họ không nên chỉ là ok like what's your ethnicity, oh Asian, họ không chỉ nên chỉ là tóm gọn tất cả Asian lại cùng một khối, mà họ nên kiểu như là chia ra, tại vì Asian rất là nhiều nước, thì trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar, và rất là nhiều nước khác nữa. Đó, và khi mà chính quyền, khi mà nếu như mà chính quyền á là họ chia ra Asian, cái tự châu Á chia ra thành nhiều nước khác nhau, thì nó sẽ đem một cái perspective cho những cái người khác, họ nhìn vào châu Á, ok, là châu Á không chỉ có mỗi Trung Quốc là châu Á mà là còn nhiều nước khác nữa, thì nó sẽ giúp cho những cái nhân viên y tế, tại vì vấn đề ở đây nữa là cái Asian history á, nó không được đem trong cái giáo dục, cho nên nó rất rất là nhiều những người, ngay cả người người Asian American sinh ra và lớn lại ở đây, họ cũng không biết gì về cái nước của mình, cũng như là mình là ai, những cái gì xảy ra, họ là không có nhiều cái kiến thức. Cho nên đó là khi mà chính quyền nên nên chia ra ok Asian nhưng mà rất là nhiều nước khác, thì sẽ giúp cái sự hỗ trợ nó được suôn sẻ hơn, và đối với cộng đồng người Việt nói riêng và cũng như người châu Á nói chung. Và mới đây mà chỉ là 1 tiếng rồi, trời ơi nhanh thật á. Thì bác sĩ Hồ có muốn nói thêm gì không về cái những cái giống như là lời khuyên, hoặc cũng như những cái gì mà thế hệ trẻ nên làm để mà xóa bỏ cái định kiến cũng như cái hảo danh thiểu số gương mẫu này, thì bác sĩ chia sẻ và chúng ta sẽ kết thúc cuộc trò chuyện này. À, không, tôi không có khó gì nói thêm, tại vì Eric nói rất là rõ cái next step, cái gì nhỉ? Disaggregation of data. Và cái mà tôi thấy đó là rất thích là thấy cái giới trẻ của cộng đồng Việt Nam mình, trong không không nói không biết là đã kế tiếp cái bước đường của chúng tôi đã làm, và nên tiếp tục như vậy, rất là tốt. Cảm ơn.
Dạ, con cảm ơn bác sĩ Hồ rất là nhiều. Tụi con cũng rất là cố gắng ngay từ năm ngoái, à không, 2020, trời ơi, mới đây là cũng đã gần 2 năm rồi. Để tụi con cứ cố gắng mà kiểu như là tập hợp nhau lại. Mặc dù có những bạn giống như là anh Eric trong nhóm cũng tiếng Anh không, cũng tiếng Việt không có chuẩn. Nhưng mà cho nên bây giờ mình cũng có nhờ những cái anh chị khác ở Việt Nam cũng có luôn để mà giúp đỡ và để mà trở thành một cái như là organization để mà giúp những cái cô chú anh chị khác ở trong cộng đồng người Việt, và để mà kết thúc cuộc thảo luận lần này thì Tiên xin cảm ơn bác sĩ Hồ và anh Eric đã dành 1 tiếng đồng hồ để mà trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay thì dạ cảm ơn. Ok, cảm ơn các khán giả đã dành bỏ ra 1 tiếng để đón xem chương trình này. Thì khi mà khán giả muốn có những cái thảo luận về cái chủ đề nào khác thì đừng ngần ngại gửi email hoặc là tham gia không nói không biết nhé. Xin cảm ơn ạ. Thank you.